Mô Bụt Thầy giả. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet qua podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston, 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York, 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali, 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris, 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney, 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Còn Mecca, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021, Phật lịch 2565, môn học thắng pháp Abhidhamma, chương 6, thoát yếu tương tập. Sammucchaya Sanggaha, bài 41, thoát yếu bất khởi. Akusala Sanggaha, tiếp theo, về thập truyền. Dasa Samyo Chanani, Sanyo Chanani, tường tòa giác đẳng và tuệ siêu biên soạn giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa minh hạnh kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy giả. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nhân sa thú lần thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh. Giờ đây chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giả. Cảm ơn cô và Mr. Benja. Nam mô Bụt Thầy giả. Kính đại lễ chư Phật tử sư, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị giả, chúng ta đang tiếp tục trong loạt bài về tương đọc bất thiện. Và ngày hôm nay chúng ta nói về thập truyền. Nói một cách mơ mộng đó thì thập truyền những phép, những cái điều nắm níu đôi chân của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể đi xa hơn mà chỉ lẩn quẩn trong một giới hạn nào đó. Và giống như mình có con trâu, con bò mà mình cột ở trong dây thì nó có thể đi lại trong một cái diện tích giới hạn mà cái dây cho phép thôi. Nhưng mà chúng ta nói có vẻ hơi nặng nề một chút đó. Giống như sợi dây cột cổ khiến cho chúng ta rất là hạn chế trong đi lại của mình. Và thập truyền này thì là một đề tài rất là thú vị. Chi pháp thì không có mới lạ, nhưng mà những pháp bất thiện này tại sao nó là những gì mà đặt chúng ta vào trong hạn cuộc của cuộc sống. Bây giờ mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và
nghe phần bài học, sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Chị tôi lần thay, chúng con thành kính lần lại tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Bài học hôm nay, chương 6 thoát yếu tương tập, Sắc Mô Cha Giá Sằng Cả Hạ, bài 41, thoát yếu bất thiện, Akusala Sangaha tiếp theo về thập truyền Đa Xá Samyo Chana Ni Sanyo Chana Ni. Đối lập ý nghĩa giải thoát, Phật học có nhiều từ vựng chỉ cho sự hệ lụy mà sự cột buộc minh họa. Yoga là cục chung như cái ấp liên kết con bò này với con bò kia, được dịch là phối kết áp. Gandha là cục trói khiến tứ chi khó lay động, được dịch là phượng. Samyojana là cột vào dây như trâu, bò, chó bị cột vào dây, nên sự đi lại nằm trong giới hạn. Ba từ vựng hoặc nghe mang ý nghĩa tương tự, nhưng trên phương diện tên nghĩa thì rất khác biệt. Thập truyền nói lên 10 phiền não, mà hệ quả là khiến chúng sanh quanh quẩn trong hạng cuộc, khó vượt thoát ra ngoài. Người học phần tương tập nên có sự phân biệt tinh tế hơn là chỉ nhìn vào chi pháp, nghĩa là nắm được ý rồi đi qua. Tám thập truyền Đa Xá Samyo Chana Ni Sanyo Chana Ni truyền Sanyo Chana, cùng dịch là kiết sử hay thằng thúc, là cục dính, cục ràng, cục buộc. Nên hiểu phân biệt ba pháp, phối hay ất, dù đã phượng, gan thá, triền, xăm nhô, chán áp. Phối hay kết hay ất, dù đã kết chính lại với nhau, ráp lại, liên kết lại hoặc hiểu, dù đã như cái ất máng cổ trâu bò. Phượng, gan thá hay thân phượng, cái giá gan thá là trói chặt, như người ta trói tay chân phàm nhân, hoặc trói con vật không cho chạy thoát. Truyền hay kết sử thằng thúc Samyojana Sanyojana là buộc ràng, như cột giữ con vật vào cái cột hoặc thân cây không cho đi râu. Truyền nói theo thắng pháp tạng có 10 thứ: 1. Dục ái truyền Kamma Raya Samyojana, sự tham đắm dục lạc ngũ trường là dây ràng buộc chúng sanh, chi pháp dục ái triền là tâm sở tham. 2. Hữu ái triền Pabba Raga Samyojana, sự ái luyến sắc hữu hay vô sắc hữu hay tham muốn tái sanh là dây ràng buộc chúng sanh khó giải thoát, chi pháp hữu ái triền là tâm sở tham. 3. Phẫn nộ triền Pachiga Samyojana, sự sân giận thù hiềm là dây ràng buộc chúng sanh khó giải tỏa, chi pháp phẫn nộ triền là tâm sở sân. 4. Mạng triền Mana Samyojana, ngạo mạn kiêu hãnh là dây ràng buộc tâm chúng sanh khó giải tỏa, chi pháp mạng triền là tâm sở mạng. 5. Kiến triền Ditthi Samyojana, tà kiến chấp sai là dây cột buộc chúng sanh khó giải tỏa, chi pháp kiến triền là tâm sở tà kiến. 6. Giới chấp triền Silapata Paramansa Samyojana, sự chấp hành theo các giới cấm tà giáo cũng là dây cột buộc chúng sanh, chi pháp giới chấp triền cũng là tâm sở tà kiến. 7. Hoài nghi triền Vichikicca Samyojana, sự nghi ngờ hoang mang, không quyết tin điều đáng tin, cũng là dây cột buộc chúng sanh, chi pháp hoài nghi triền là tâm sở hoài nghi. 8. Tật triền Issa Samyojana, thói ghen tị, ghen tức với người khác, cũng là dây cột chúng sanh, chi pháp tật triền là tâm sở tật đủ. 9. Lận triền Bacchariya Samyojana, phải kêu kiết bụng chỉnh, không thích chia sẻ,
cũng là dây cột của chúng sanh. Chi pháp thực truyền là tâm sở sanh luận. 10. Vô minh truyền Avijja Samyojana. Sự si mê ngu muội cũng là dây cột của chúng sanh. Chi pháp vô minh truyền là tâm sở si. Theo kinh tạng thì cũng có 10 thứ truyền hay gọi là 10 kiết sử Samyojana, nhưng có khác hơn thắng pháp. Kinh tạng không có hữu ái truyền Bhava Raga Samyojana, thay vào đó là sắc ái truyền Rupa Raga Samyojana, là vô sắc ái truyền Arupa Raga Samyojana, không có tưởng truyền Isa Samyojana, và lẫn truyền Bacchariya Samyojana. Nhưng thay vào đó có phóng dật truyền Uthaccha Samyojana, kiến truyền Ditthi Samyojana. Trong thắng pháp thì trong kinh tạng là thân kiến truyền Sakkaya Ditthi Samyojana. 10 kiết sử hay thập truyền theo kinh tạng như sau. 1. Dục ái kiết sử Kammaraya Samyojana. 2. Sắc ái kiết sử Rubaraga Samyojana, sự tham luyến sắc hộ hay thiền hộ sắc. 3. Vô sắc ái kiết sử Arupa Raga Samyojana, sự tham luyến vô sắc hộ hay thiền vô sắc. 4. Phần nộ kiết sử Patiga Samyojana. 5. Mạng kiết sử Mana Samyojana. 6. Thần kiến kiết sử Sakkaya Ditthi Samyojana. 7. Giới chấp kiết sử Silapata Paramasa Samyojana, hay giới cấm thủ. 8. Hoài nghi kiết sử Vichikicca Samyojana. 9. Phóng dật kiết sử Uthaccha Samyojana, sự phóng tâm tán loạn lao chao. 10. Vô minh kiết sử Avijja Samyojana. 10 kiết sử trong kinh tạng phân ra hai phần. A. Năm hạ phần kiết sử Urampha Chitta Samyojana là thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và phẫn nộ, sân. Những kiết sử này do ba thánh hộ học đoạn trừ. B. Năm thượng phần kiết sử Uthampha Hiya Samyojana là sắc ái, vô sắc ái, mạng, phóng dật và vô minh. Những kiết sử này do thánh vô học đoạn trừ. Bài đại học. Bài 40 Toát yếu bất thiện Musala Sangaha. Tiếp theo về lục cái Chani Nara Nara Nani và thức triền miên Sattanu Satya. Bài học tiếp theo. Bài 42 Toát yếu bất thiện Akusala Sangaha. Tiếp theo về thập phiền não Dosa Kilesa. Biên soạn giáo trình thì theo giác đẳng. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa Thời Sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy giả. Nam mô Phật Thầy giả. Kính lễ Tam Bảo Đức Phật Chánh Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Hợp Tăng cùng chư Tôn Đức khuôn mặt trong rừng. Thân chào tất cả quý thương nữ, quý Phật tử. Chúng ta tiếp tục học về toát yếu bất thiện ở trong giường đối với tương tập. Toát yếu hôm nay chúng ta chỉ có học mỗi một
đề tài là thập trì. Như trong bài học chúng ta đã nghe thì những cái kinh từ để gọi cho những cái phiền não nó có cái tính chất gây hệ lụy cho chúng sanh, làm cho chúng sanh bị khổ buộc, thì ở đây nó có ba, tức là ác hay phối, phược gần thác và trì sang vô chân á. Mặc dù chúng ta thấy cái pháp truyền thì nó có vẻ đơn giản hơn, nó thoải mái hơn hai cái pháp kia. Chúng ta hãy tưởng tượng một con trâu hay con bò mình đã bị một cái ách máng vào cổ liên kết với cái cài đang cắm trên những cái luống đất, thì con trâu nó kéo đi rất là mệt mỏi. Để chúng ta tưởng tượng một con vật một bị cột trói cả tay chân, những chân trước chân sau, để nằm ở dưới đất. Thì nó khó chịu như thế nào? Nhưng mà đối với pháp truyền, mặc dù nó như một cái sợi dây cột không cho đi lại tự do mà chỉ đi trong một cái giới hạn, đi quanh quẩn. Thế nhưng khi mà chúng ta nói đến cái sự thành tựu đạo quả bốn bậc thì chúng ta sẽ thấy ở đây là thứ lớp các bậc đạo quả cắt đứt những cái sợi dây ký sử hay là truyền đó. Chừng nào mà mười phần ký sử được hoàn toàn cắt đứt thì lúc đó chúng sanh mới được cái giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Ở trong bài học của chúng ta thì đề cập đến pháp truyền theo thắng pháp trước,
Nhưng ở đây chúng tôi sẽ trình bày về 10 ký chữ ở trong kinh Tạng để nói trước cái phần này, sau đó chúng ta mới đi vào trong thắng pháp. Ở đây thưa quý vị, trong phản ứng đều gọi là sanh vô chánh á hay là sanh vô chánh á, dầu kinh Tạng hay thắng pháp Tạng. Nhưng mà ở trong thắng pháp á, thì được dịch thì cái chữ này là thập triền, gọn như vậy thôi. Còn ở trong kinh Tạng thì chúng ta thường quen gọi là 10 kiết sử, cũng là sanh vô chánh á, mười kiết sử. Liệt kê 10 kiết sử trong kinh Tạng là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, phẫn nộ, mạn, thân kiến, giới chấp. Hoài nghi, phóng trợ vào vô minh. Nhưng khi mà chúng ta liệt kê sắp xếp theo năm cái hạ phần ký sử Oram Pha Viya Sangyutana và năm thượng phần ký sử Otham Pha Viya Sangyutana, thì chúng ta không có nhắc thứ lớp 1 đến 5, 5 đến 10, 6 đến 10. Khi mà chúng ta trình bày đó, thì dục ái, sắc ái, vô sắc ái, vì chi pháp là tham, cho nên tham ba cái chi pháp kiết sử thuộc về tham chúng ta đưa lên trước, kế đến là sân, phẫn nộ kiết sử, rồi là mạng, thân kiến, giới chấp. Hoài nghi, chúng ta phân theo chi pháp mà nói. Nhưng mà khi chúng ta sắp xếp ở trong kinh Tạng, sắp xếp cái gọi là năm hạ phần ký sử, tức là thuộc về cái phần thấp, tức là những cái ký sử nhẹ, hay là dễ đoạn trừ, là thân kiến, hoài nghi, giới chấp, dục ái, phẫn nộ, sân. Ở đây cũng xin lưu ý là đã thường quen dùng cái từ gọi là giới cấm thủ trong năm hạ phần cái sử thì giới cấm thủ. Cái đó là do quý ngài trước đã dịch nhầm lẫn, rồi cái mình hậu sanh mình học nó quen đi, chứ kỳ thật Sirapata Paramasa Sanjuchana phải dịch là
giới chấp, chữ paramasa là chấp, silapata tức là giới cấm, chấp theo cái giới cấm sai lạc đó, thì gọi là giới chấp nói chung. Còn mà silapatupadana, tứ trong tứ thủ mà chúng ta học hôm trước đó, thì silapatupadana thì mới gọi là tứ, gọi là giới cấm thủ. Cho nên những cái từ Phật học hễ xưa nói sau mình đã quen như vậy rồi, bây giờ sửa không được thứ gì. Chẳng hạn như nói vị tu đầu quần khi mà đắc được sơ đạo sơ quả, tức là tu đầu quần, thì cắt đứt được ba hạ phần kiến xử là thân kiến và nghi với cấm thủ. Đã quen nói như thế đó rồi thì bây giờ chúng ta sửa lại là thân kiến, hoài nghi, giới chấp. Thì người ta nói là mình nói sai. Thật ra chúng ta cứ xài theo xưa, tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, cho nó thuận miệng đi. Nhưng mà nói trước là khi chúng ta nghiên cứu ở trong kinh văn Bali đó, chúng ta thấy cái điều thứ bảy là silapatap paramasa, thì chúng ta phải hiểu cái điều này đã có nói rồi. Chúng ta nghe nói vậy chứ chúng ta đừng nghĩ rằng mình học sai, không phải, nó cũng giống như vậy thôi, chỉ khác cái từ. Rồi khi mà chứng được nhị đạo nhị quả tư đà hàm, thì làm cho yếu đi hai cái kiết sử là dục ái và sân. Cái chữ sân đó chúng ta cũng nói cho thuận miệng dụ ái về sân. Ngày nào đến giờ khi chúng ta nói vị tu đồ quần, vị tư đà hàm này làm giảm nhẹ dụ ái về sân. Nhưng mà đúng chữ Pati khác sân vô cho nó là phẫn nộ. Phẫn nộ hay là phẫn quốc. Mặc dù nó chi pháp là sân, rồi đến khi đắc được quả A-na-hàm, tức là tam đạo tam quả, thì cắt tuyệt luôn dục ái và phẫn nộ đã được mũi lược, đã được làm suy yếu. Thì như vậy đến bậc A-na-hàm là xem như là đã hoàn toàn cắt đứt năm hạ phần kiết sử. Năm cái sợi dây cột của một sư đẳng. Còn năm cái thượng phần kiết sử, tức là ái sắc, ái vô sắc, mạng, phóng dật và vô minh,
Khi đạt tới tứ đạo tứ quả, tức là đắc A-la-hán, thì mới tuyệt trừ được năm thượng phật kiết xử này. Và khi đó được gọi là một vị thánh A-la-hán, tức là vị đó hoàn toàn cắt đứt, hoàn toàn tuyệt trừ, không còn một sự gì trói buộc nào hết. Cho nên khi mà chúng ta đã quen học ở trong kinh tạng thì chúng ta nhớ được cái pháp triền hay là cái pháp kiết xử theo trong kinh tạng, chúng ta dễ nhớ hơn, vì chúng ta theo cái trình tự đoạn trừ kiết xử của bốn bậc thánh. Cho nên mười kiết xử hay là mười cái sanh vô chánh ác này chúng ta dễ thân ký và ghi dưới tấm thủ, dục ái ở sân, ái sắc ưu sắc mạng phúc vật và vô minh, chúng ta có thể nằm lòng được. Thì bây giờ chúng ta sẽ học về mười pháp triền theo thắng pháp. Đối với tâm pháp thì khác hơn chút xíu, là bởi vì ở trong tâm pháp trình bày nhiều chi pháp hơn, điều pháp thì ít. Nhiều chi pháp có nghĩa là thêm. Bây giờ chúng ta hãy liệt kê là dục ái triền, kamaraga sanjuchana, hữu ái triền, pháp pháp raga sanjuchana, phẫn nộ, mạng, kiến, giới chấp, quầy nghi, tật, lận, vô minh. Ở đây ở trong kinh tạng thì không có tật lận, không có tật triền lận triền. Ở trong kinh tạng không có hữu, hữu ái triền. Ở trong thắng pháp thì lại không có thân kiến, cho nên hai bên chỗ có cái này không có cái kia, có kia không có cái này. Nhưng mà chúng ta xét lại đấy thì ở đây trong kinh tạng không có hữu ái triền, không có hữu ái sau á ra lá, mà thay vào đó gọi là sắc ái, có sắc ái và vô sắc ái, ra rupa ra lá và arupa ra lá cũng vậy. Cái chữ hữu, chữ ái hữu, hữu ái ở đây thì cũng chỉ cho, cũng chỉ cho sắc ái là vô sắc ái gì. Ở đây khi mà chúng sanh tham bị dính mắc á, nó có hai dạng hoặc ba dạng.
tức là tham trong cảnh dục, sắc đẹp tức hay mùi thơm vị ngon xúc lạc thì chúng ta gọi là dục ái. Tham ở có cái sự khắc ái đối với thiền sắc và thiền vô sắc, hay là có cái sự khắc ái đối với cái cõi sắc giới và cái cõi phạm thiên vô sắc giới, thì như vậy gọi là ái sắc triền và ái vô sắc triền. Nhưng mà nói cho gọn thì ái theo cảnh, hưởng thụ hấp dẫn thì gọi là dục ái, ái dục sắc đẹp, sắc dục, thinh dục, khí, hương dục, vị dục, xúc dục. Và ái trong những cõi cõi tái sanh đó thì gọi là hữu. Chữ hữu ở đây đó nó có bằng cho vua cà đã phá quá, tức là ngũ quận hữu, tái sanh những cái cõi mà có đầy đủ sắc thọ tưởng hình thức, cõi tái sanh có đầy đủ sắc thọ tưởng hình thức. Cho tu vua cà đã phá quá tức quận hữu là cái cõi tái sanh mà chỉ có thọ tưởng hành thức mà không có sắc, đó là cõi vô sắc. Nhất quân hữu y có vô ca rá cho quá. Nhất quân hữu ở đây là chỉ cho cõi phạm thiên vô tưởng. Thì như vậy ở trong thắng pháp á, thì một là luyến ái đối với năm cảnh dục, hai là cái sự luyến ái đối với những cái cảnh giới tái sanh ở trong tương lai. Thì như vậy trong trường hợp này, ở trong vi diệu pháp đó, thì chỉ trên bài có hai hữu liên quan đến tham. Còn giữa kinh tạng và thắng pháp đều có phẫn nộ triền sân, tức là cái sự hận thù sân giận. Cái sự thù hận thù hiềm, cái sự quan trái, nó là một cái sự ràng buộc nội tâm. Giữa thắng pháp và kinh tạng đó, thì cũng đều có mạng triền hay mạng kiết sử, gọi là mana sang vô chánh á. Cái sự ngạo mạn kiêu hãnh, tự đắc tự đại, chính cái trạng thái đó nó ràng buộc làm cho tâm không được thoải mái, không được tự do. Có một điều ở trong thắng pháp khi mà kể về liên quan đến tà kiến, thì kiến triền
lý thuyết Sanyotana. Trong khi đó thì ở trong kinh tạng thì chỗ này không gọi là trì mà còn thêm cái chữ là sakkaya lý thuyết Sanyotana, là thân kiến, thân kiến truyền hay là thân kiến ký sự thì cũng được. Thứ vị thân kiến nó cũng chấp theo bản ngã sakkaya. Sakkaya là tự thân, sakkaya tự thân, tà kiến mà chấp thì tự thân, tức là sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, vân vân. Cái đó gọi là thân kiến, chấp 20 cái thân kiến về cái bản ngã, và bản ngã với thân ngũ quẩn. Còn ở trong tâm pháp thì gọi chung là kiến truyền, lý thí sanh vô chánh á. Kiến truyền ở đây nó bao gồm cả về thường kiến và đoạn kiến, và cái ngã chấp đó nó cũng nằm ở trong cái thường kiến đó. Chấp có cái linh hồn, cái bản ngã trường tồn bất biến. Rồi tiếp đến cái giới chấp truyền hay giới chấp kiết xử, hay chúng ta gọi theo hồi xưa đến giờ gọi là giới cấm thủ, lấy lộn chi pháp ở bên kia, bên tứ thủ đem qua mình nấu, nhưng mà cũng chỉ chung cho là giới cấm. Thì ở đây trong cái pháp trì này chúng ta gọi là giới chấp silapata paramasa. Thì ở trong kinh tạng và thắng pháp đều có cái chi này. Vậy ở trong thắng pháp thì có hoài nghi truyền với chư khe cha sang vô chánh á. Thì ở trong kinh tạng thì cũng có bài nghi kiết sử của quý chí kích cha sang vô chánh á giống nhau. Ở trong thắng pháp thì điều thứ 8, điều thứ 9 gọi là tập truyền lẫn truyền, tức là cái sự ganh tị, cái tánh ganh tị là tập, và cái thói kêu kiết bổn xẻng lẫn, cái thói ganh tị bổn xẻng này cũng là hai cái sự ràng buộc, hai cái sự buộc ràng tâm của chúng sanh, nó không được thoải mái, không được tự do. Trong khi đó thì ở trong kinh tạng thì lại không có đề cập đến cái này, không có nói đến tận tiền lẫn tiền. Nhưng mà có một cái thay vào đó là phóng vật ký sử của thật chất sanh vô chánh á, hay chúng ta gọi là phóng vật tiền cũng được, là cái sự tán loạn, cái sự lao chao. Và cuối cùng là vô minh tiền, cả về tâm pháp cũng như kinh tạng đều có vô minh triền hết. Thì khi mà chúng ta làm cái sự so sánh đối xứng thì chúng ta sẽ thấy ra được những cái chỗ, những cái điểm khác biệt giữa kinh tạng và tâm pháp khi mà nói đến cái pháp triền. Dù có cái sự khác biệt đi nữa, một vài cái chi pháp, nhưng mà cái điều đó
nó cũng không phải là đáng kể. Tuy vậy chúng ta cũng nên biết, khi mà Đức Phật Ngài thuyết về giới phước, về thánh phước, về thánh phước tức là đạo quả Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thì Ngài đề cập đến 10 kiết sử mà trong kinh Tạng chúng ta nói đến. Để các tỳ kheo vị ấy chứng được pháp nhãn ly trần vô cấu, đã diệt trừ ba cái kiết sử là thân kiến và nghi giới cấm, giới cấm thủ, tức là chỉ cho vị Tu Đà Quần. Rồi vị ấy làm cho bụi lược hai kiết sử là dục ái và phẫn nộ, là Tu Đà Hàm, vân vân. Ở trong kinh Tạng thì nói đến, hay là nói đến một vị sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử vì đã quá sanh về cõi tịnh cư và niết bàn, tại đó được gọi là bậc bất lai. Cái sự mô tả đó là muốn nói đến cái sự đoạn trừ 10 kiết sử theo trong kinh Tạng. Còn ở trong còn 10 cái kiết sử hay là cái pháp truyền nói theo tấm pháp đó, chỉ là trình bày về những cái pháp mà nó buộc ràng chúng sanh không có tự do tự tại, cho nên mới trình bày thêm về, nói thêm về tập thiện lệnh thiền. Cho nên ở đây chúng ta lưu ý hữu ái triền, kiến triền, tập triền lẫn triền, lưu ý bốn cái đó có trong thắng pháp. Còn ở trong kinh Tạng thì chúng ta thay vào đó là sắc ái triền, vô sắc ái triền, phóng dật triền và giới cấm triền. Chúng ta trình bày như vậy để chúng ta hiểu. Nói chung tức là trong cái vùng sanh tử luân hồi này, nếu mà nói trên phương diện là bị ràng buộc, không thể giải thoát được, là do những cái sợi dây ràng buộc. Những con thú rừng nó tự do tự tại đi đây đi đó là vì nó không có cái sợi dây cột buộc. Còn những con thú mà bị con người bắt về thường thuần hóa, nuôi dạy để mà phục vụ cho loài người đó, từ cái sự giữ nhà
hay là bắt chuột ở trong nhà, hoặc là kéo cài kéo cổ vân vân, thì loài người họ sợ những cái con thú này nó sẽ nổi lên cái tánh của thú rừng nơi hoang dại. Cho nên người ta mới dùng sợi dây để người ta cột nó, sau khi làm việc xong cột nó lại. Hoặc là con chó đi, dẫn con chó, dù đó là thú cưng đi nữa, dẫn đi trên đường phố thì cũng phải có cái sợi dây. Để khóa cái mồm nó lại. Rồi nắm dây đó kéo đi. Hoặc là cho nó chạy, nhưng mà chạy không xa lắm. Cái đó là những cái sợi dây ràng buộc. Và chúng sanh là những sợi dây ràng buộc đó. Người ta cũng có những cái cách nói ví von. Người ta nói vợ, con là nợ vợ, vợ là quan gia, vợ tiền là trói buộc. Nhưng thực tế đó, thì tất cả nó nằm ở trong 10 cái thí sử này hết. Trong 10 cái ký sự này hết, cái nào cũng là một cái sự dây ràng buộc. Ở đây chúng ta còn có một cái danh từ khác cũng gọi cho cái sự ràng buộc đó là chữ Palipotha. Palipotha cũng là cái sự ràng buộc, nhưng mà 10 cái Palipotha của một cái làm cho quái niệm một vị tu thiền, như là công việc lợi lộc hay là quyến thuộc vân vân, hay là chú sư chỗ ở hội chúng, những cái đó thì có cái sự ràng buộc. Một cái này gọi là quái niệm Palipotha, cũng gọi là sự ràng buộc. Nhưng mà cái đó chỉ là cái thường trong đời sống, chứ không có, nó không có ảnh hưởng đến như là cái sự ràng buộc trong cái dòng sanh tử luân hồi. Không phải là một thứ phiền não, không phải là một thứ phiền não. Thí dụ như Ganh Tháp với Bồ Tháp, đối với vị tu thiền mà cái chuyện mà phải nhớ kinh điển, phải nghiên cứu kinh điển, phải suy nghĩ về kinh điển, thì đó là một Palipotha, là một cái sự quái niệm, một cái sự ràng buộc. Thì cái này không phải là một cái thứ phiền não. Một vị tỳ kheo nọ khi mà đi đến một vị thiền sư ở bên Tích Lan, thưa quý vị, đến vị thị sư A-la-hán xin học thiền để tu thiền, thì vị trưởng lão mới hỏi rằng: này hiện giả có đang theo một cái pháp học Ganh Tháp nào không? Bạch ngài, con đang học Maxima cái giá, học thuộc lòng. Hỏi vị, 152 bài kinh đó hiện giả học thuộc được bao nhiêu bài rồi? Nó bạch ngài, cũng mới có học được có 50 bài thôi.
Vị trưởng lão thì sư mới nói rằng nếu như mà chỉ mới học 50 bài như vậy, còn lại là 52 bài nữa, trong lúc đang hành thiền mà nhớ đến 52 bài kinh mình chưa học còn bị dở dang, thì như vậy tâm của hành giả, tâm của hiền giả sẽ bị chi phối, không có chú tâm hành thiền được. Thôi bây giờ một, nó có hai cách. Một là trở về để tiếp tục học nốt 52 bài kinh còn lại, hoàn tất rồi hả đi tu thiền. Còn hai là bỏ lại hết, bỏ qua hết, không có nhớ đến cái việc đó nữa. Thì cuối cùng vị tỳ kheo trẻ kia nó bạch ngài dễ như là thôi con bỏ hết. Bởi vì cái thời gian học đó không biết sẽ chết sống như thế nào. Nhiều khi học xong rồi chết, chưa có dịp tu thiền, chưa có dịp để mà tu thiền, thì như vậy nó uổng phí cái thời gian. Cho nên vì chấp nhận cho đến khi chứng được đạo quả A-la-hán, chấp nhận bỏ hết để mà hành thiền. Cho nên cái việc học đó, thưa quý vị, nó là một cái liên bồ thá, là một cái sự ràng buộc, một cái sự quái niệm, nhưng mà không phải là một cái thứ phiền não. Cho nên giữa Pali Bồ Tát chúng ta tùy theo, chúng ta tùy theo chỗ. Cũng như chữ Pali Bồ Tát khi mà chúng ta xài cho cái nghĩa luật tạng đó, thì sau khi bản hạ xong ở tại nơi đó, có người đến cúng dường y cách thi ná, vị tỳ kheo ở trong chùa thọ Atta Tăng, thọ y cá thi ná, và những vị tỳ kheo khác tùy hỷ y cá thi ná anu mô đà na. Khi mà nhập hạ ở tại đó thì được năm cái anh sâm xá, tức là năm cái ân huệ, hay là chúng ta thường quen gọi là năm cái quả báo cả thân đó. Thì năm cái ân huệ này đó còn hiệu lực suốt trong 4 tháng mùa lạnh. Đó là do nhờ hai cái ly bồ tát, là hai cái sự cột buộc quả báo, cột buộc anisamsa. Trong cái tháng cuối của mùa mưa, trong thời gian đó y cái thiên á chưa có hoàn tất, làm y cái thiên á chưa có hoàn tất, như là ở chùa nào mà chưa có làm lễ cho y cái thiên á xong đó, chưa có làm, thì trong thời gian đó thì xem như là một cái sự cột buộc anh đi săn sát. Nhưng mà khi đã hoàn tất cái việc mà thọ y cái thí ná, làm y cái thí ná xong, thì bây giờ các vị tỳ kheo trong chùa đó chỉ có mỗi một cái sự cột buộc anh đi săn sát năm cái ân huệ đó, bằng cách là Awa Sáp Lê Phù Thá, tức là do chỗ ở. Dù cho mình nhập hạ, ra hạ rồi, dù cho mình có muốn đi du lịch ở đâu đi nữa, nhưng mà đi phải suy nghĩ rằng ta sẽ trở về cái trú xứ nhập hạ mà mình đã nhập hạ. Thì như vậy là còn dương chấn, còn cái quả báo, còn anh đi sân sát. Khi vị tỳ kheo đó là khách tăng đi đến chùa đó nhập hạ xong, ra hạ thọ lãnh đi cái thí ná xong, mà vị đó từ giả để ra đi với ý nghĩ là đi luôn, không có trở về nữa, đi về Việt Nam luôn,
không có trở về nữa, hay là đi qua định cư ở nước ngoài luôn, không có trở về trong thời gian này, thì kể như là mất hết cái hiệu lực, mất hết quả báo. Cho nên cái Pali Bồ Tát nó cũng có cái điểm quan trọng lắm thưa quý vị. Tùy theo chỗ mà xài, có chỗ cái nghĩa tốt, có chỗ nghĩa xấu, mà xấu xấu vừa vừa, còn xấu quá xấu nó khác nữa. Cho nên chúng ta tùy. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Kính thỉnh chư tăng quan hỷ thảo luận cho bài học này. Hôm nay ở trong trùm có đầy đủ các vị giảng sư, thượng tọa Nhân Đẳng điều học, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Đăng, thượng tọa Tân, đầy đủ có mặt ở trong trùm. Hôm nay chúng ta học về thập truyền hay là mười kiết sử. Thì cái bài học này cũng có nhiều vấn đề và cũng dễ dàng để mà chư tăng chúng ta thảo luận. Xin cung thỉnh thượng tọa Chất Đẳng Quan Hỷ điều học. Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa thưa tòa tu sư, trước nhất xin được hỏi, bây giờ thỉnh sư huynh đi nghỉ và thỉnh xin được hỏi thưa tòa pháp đăng, thưa tòa có trước máy không? Nếu tòa pháp đăng có trước máy, xin thỉnh thưa tòa quan nghỉ trả lời cho một câu. Dạ có. Dạ. Thưa tòa pháp đăng, chúng ta có được nghe là có đôi khi chư tỳ kheo đi thấy những tù nhân mà bị cột bằng xích sắt á, về bàn lại thì Đức Phật này có dạy rằng cái sự dây của phiền não nó trói răng chúng ta nhiều hơn. Thì tôi pháp không đăng có thể cho một vài cái giải thích là tại sao có những sự dây vô hình thấy vậy mà nó chắc hơn là sự dây xích sắt. Xin cái thỉnh tòa. Dạ. Dạ con học tăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ với thượng tọa Tế Sư, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tế Quyền, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tế Thi, đại đức Sư Minh Thông cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào vậy cô tu nữ thân chào Đức Tử. Và thật sự đó thì mình thấy ở trên đời này tất cả chúng sanh cũng bị cột trói. Dù là những người xuất gia, có nhiều khi đó nó cũng nếu mà cũng vẫn lôi kéo họ trở về đời cũng có, nhưng mà đời tu á, thì cũng bị cột trói nhẹ nhàng hơn, ít hơn. Thật sự thì cái sợi cột trói đó bởi Đức Phật nó giam cầm cùng sắt ông cây cũng chưa phải thật kiên trì trói trăng, mà tấm lòng liên ái thế gian mới là vĩnh viễn trói trăng giam cầm. Chính cái tấm lòng luyến ái thế gian, và thế gian này thì thấy rằng sắc tinh hương khí vị xúc, mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, mũi ngửi cảnh khí, miệng nếm cảnh vị, thân xúc chạm cảnh xúc. Nhiều khi mình thấy những người mà bình thường như vậy, mình ở tại Việt Nam mình không thấy là gì hết, nhưng khi mình đi qua bên Miến Điện mình tu thiền đó, tự nhiên mình nhớ, mình thèm cái này kia nọ, mình thèm, thật là thèm một món ăn nào đó lúc mà ở Việt Nam mình thường ăn. Hoặc là nhiều khi mình tu thiền thì nhiều khi mình trong tâm tư mình lại muốn thèm một cái giấc ngủ, một cái giấc ngủ nằm như vậy. Thì thường thường chính là những cái xúc dục hay là cái thinh dục bị dục đó, nó gạn lại trong tâm mình hoài, nó gạn lại trong tâm mình hoài, nó lôi kéo mình hoài như vậy. Mình cứ nhớ dung, mình cứ gia diết những cái vấn đề đó. Nên nhiều khi quý vị thấy
có một người nào đó mà thương ai rồi, có nhiều khi người đó chết rồi mà họ cứ nhớ nhung hoài, hoặc là một chuyện nào đó trong cuộc đời thì họ nhớ nhung da diết cả cuộc đời như vậy. Có nghĩa là cái tâm nó nhai lại những cái đó hoài, cái cảnh đó. Bởi vì thường thường chúng ta thấy cảnh cái tâm mình cứ nhớ cảnh đó hoài, cứ nhớ tới hoài, thì từ cảnh ngủ trở thành cảnh pháp. Quý vị biết rằng cảnh ngủ là mình thấy một người nào, nói chuyện người nào đó, bây giờ người đó chết rồi, bây giờ mình cứ nhớ người đó, mình cứ khóc hoài. Mình thấy cũng có nhiều người, mình thấy họ như là bà con, vợ chồng, anh em, cha mẹ mất rồi, họ cứ khóc hoài, họ cứ nhớ dung da diết hoài như vậy. Thì rõ ràng là những cái sợi dây luyến ái nó bền vững hơn cái xích sắt là thời gian mưa gió rồi muối rồi này kia nó làm cho cái xích sắt đó tan rã ra. Nhưng mà đối với cái lòng tiện luyến ái thế gian á, thì nó lại không, nó không phải gì thời gian mà nó làm cho phai mờ. Nhiều cái kiếp này rồi kiếp sau rồi nhiều kiếp sau nữa, những cái quan trái quán thù á, mình thấy như là Đức Phật với Devarata chỉ quan trái nhau trong một cái kiếp buôn bán đồ cổ thôi, mà sau này gặp nhau thì hận thù. Thì chính vì như vậy nên những cái phiền não mà được Đức Phật này nói đó, nó nghĩa là cái xích sắt mà luyến ái đó, nó kinh khủng lắm. Bởi vì tấm lòng luyến ái thế gian mới là vĩnh viễn trói căng giam cầm. Chính là cái tấm lòng luyến ái thế gian nên mình trói mình trong thế gian này hoài. Nên từng cường mình thấy chia ra với giới bức, dục giới bức, sắc giới bức, vô sắc giới bức. Thì ở dục giới bức là những người họ ưa thích cõi dục, họ ưa thích cõi dục và họ sanh vào cõi dục. Dục là những cái gì đó đã ngâm thẩm họ nhiều kiếp luân hồi, nhiều đời, cả hàng bao nhiêu thành kiếp, bao nhiêu hoại kiếp, cứ chôn chặt họ trong cõi dục. Như vậy thì Đức Phật thì nói rằng cái chính tấm lòng luyến ái thế gian đó mới là vĩnh viễn trói trăng giam cầm. Chính là nó không biết lúc nào mình diệt được cái lòng tham ái của mình thì mình mới dứt được luân hồi. Đúng như là Đức Phật thì nói rằng tập đế là sở hữu tham, sở hữu tham hoặc trong tám tâm tham, thì đó là tập đế. Thì như vậy nên khi mình sanh vào cõi dục, mình ưa thích sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, đó là những loài thú nó cũng vậy. Từ những loài chim chóc, rồi những cái loài côn trùng, những cái loài dế bọ rồi này cái nọ, nó cũng vậy thôi. Nó chết đi sanh lại do nó luyến ái vật thực, luyến ái cái chủng loại, luyến ái cái cách sống của nó, và cứ như vậy nên cái nghiệp tham ái cứ dẫn dắt vào tại sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thật sự đó, những cái gông cùm á, nó bị, ví dụ như gông bằng cây á, thì cũng bị mọt, bị mối, cũng bị này cái nọ. Gông cùm bằng sắt thì cũng bị xét rỉ này cái nọ. Nhưng mà cái gông cùm bằng cái lòng luyến ái thì nó thật sự là nó trói trăng, vĩnh viễn trói trăng giam cầm là như vậy. Nếu không dứt được ái thì mình không có thể nào thoát được cái cõi ái dục. Và mình còn ưa thích ái thì mình cứ còn bị cột trói hoài như vậy. Phải có sự suy nghĩ mới thấy rằng cái gông cùm xích sắt nó không có bằng cái lòng luyến ái thế gian. Thì ở trong cái câu thảo luận số 1 thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa để Thượng Tọa tiếp tục được. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tân Đăng ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa Hoan Khỉ trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Thượng Tọa Tân ơi, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu được xin Thượng Tọa Tân Quyền Hoan Khỉ trả lời cho câu thảo luận số 2. Thưa vị, có lẽ là Thượng Tọa Pháp Tân và Thượng Tọa Tân Quyền hiện không có ở trước máy. Bây giờ thì... Ôi dạ, thấy Thượng Tọa Tân Quyền có ở trước máy rồi. Thượng Tọa Tân Quyền... người ta nói rằng một cái sợi dây mà bằng vật chất như là dây xích hay dây thừng này nọ đó, mình chặt đứt thì thôi. Nhưng mà cái sợi dây phiền não thì nó dai lắm. Tức là mình
Tức là lúc đó mình có tưởng ẩm tưởng như mình cắt đứt được rồi, nhưng mà nó cứ trở đi trở lại hoài, tức là sợi dây đó thấy vậy mình nó không dễ chặt. Thì tôi có thể cho một vài lý do giải thích tại sao mà những cái sợi dây dây gọi là dây kiết, dây truyền phược á, và những dây kiết sử như vậy nó rất là khó chặt, mặc dù nó rất là vô hình, nhưng tại sao nó tại sao mà nó lại không dễ đoạn tận không? Xin kính thỉnh thưa con. Thượng tọa Tư Quyền Quan Hỷ Saplamit, và ở trong rung không nghe được thượng tọa nói, thấy thượng tọa cầm mic nhưng mà không nghe được âm thanh. Thượng tọa có thể lên tiếng không? Thưa vị, dường như là thượng tọa Tư Quyền đang gặp trục trặc về vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi xin được tiếp lời thượng tọa Tư Quyền trong chúng tôi sẽ thỉnh chư tăng. Dạ vâng. Bạch chư tôn đức và thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta nói về Samyojana mà ở đây gọi là triền, và Samyojana kiết sử đó là hai cái là một cái đề tài rất là dễ lẫn lộn. Về mặt này đó, thì ở trong tiếng Phạn không có phân biệt, nhưng mà ở trong chữ chữ Hán ấy, thì lại tốt hơn. Đây là một trường hợp rất là hiếm hoi, dạ rất là hiếm hoi. Ở trong chữ Hán ấy, thì Samyojana mà dịch 10 kiết sử đó, đó là để chỉ cho 10 cái sợi dây phiền não mà được đoạn tận bởi tuệ giác, gọi là thánh đạo. Thí dụ như là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì được đoạn tận bởi sơ đạo, dục ái và sân giảm nhẹ bởi nhị đạo, dục ái và sân được đoạn tận bởi tam đạo, và ái sắc ái vô sắc ngã mạn phóng dật vô minh đó, là được đoạn tận bởi tứ đạo. Thì 10 kiết sử đó chia làm hai là thượng phần kiết sử, hai là hạ phần kiết sử. Thượng hạ phần kiết sử đó là đoạn bởi thánh đạo hữu học, và thượng phần kiết sử đoạn tận bởi một vị thánh vô học, tức là vị thánh A-la-hán. Thì chúng ta nhớ rằng cái 10 kiết sử đó nói trong cái phạm trù đơn giản đó là những cái sợi dây phiền não mà được đoạn tận bởi thánh đạo. Nhưng mà cũng Samyojana mà khi dịch là thập triền đó, thì nó lại là những cái sợi dây mà ràng buộc chúng ta đời sống hàng ngày. Nói một cách khác là chính những cái sợi dây triền này đó, nó giới hạn cái sự đi lại của chúng ta, nó giới hạn cuộc sống của chúng ta. Mình tưởng tượng như vậy là có những nhà mà họ nuôi con chó đi giữ nhà đó, họ nuôi, họ cột vào cổ nó bằng một sợi dây dài, thì nó có thể đi lại trong vài ba thước, dạ vài ba thước, đủ để nó sủa những người lạ.
nhưng mà nó không thể rượt đắng người lạ được. Khi người lạ họ bước vào và họ đứng cách khoảng cách, ví dụ như sợi dây nó dài 4 thước mà ta đứng cách nó 5 thước thì nó không có cắn người ta được. Đó là vừa nuôi chó giữ an toàn mà lại vừa tránh cho nó không có cắn người ta. Thì cái con chó đó nếu nó chạy xa lắm á, thì nó chạy theo cái dây cột cổ đó. À, con bò, con trâu khi cột vào cái cọc cũng vậy. Khi cột cột vào cái sợi dây thì thập truyền này đó được hiểu là 10 sợi dây mà đặt để cái sự giới hạn trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình thù quán ai đó và có mặt người đó thì mình không có mặt ở tại đó. Hay là mình đang vui, mình đang nói chuyện một cách cao hứng mà có người nào mình ghét, người nào ghét mà họ đi vào thì tự nhiên mình không có thể nói một cách tự nhiên được. Cái đó tại vì chúng ta đụng phải cái rào cản, đụng phải cái giới hạn. Mà cái giới hạn đó là do phiền não chính mình. Thật ra quý vị nhớ như vậy là cũng xâm vô chánh ác. Mà khi mà được dịch là kiết sử á, thì nó thuộc về phiền não được đoạn tận bởi thánh đạo. Cái đó nó hoàn toàn khác với thập truyền. Thập truyền cũng được xâm vô chánh ác. Nhưng mà thập truyền ở đây chỉ cho những cái phiền não khiến cho chúng ta bị giới hạn trong cuộc sống hàng ngày. Tức là chúng ta không thể đi xa hơn, không đi vượt ngoài. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn lại trong cuộc đời của mình đó, là luôn luôn người ta nói rằng chúng ta sống ở trong những cái vòng tròn. Vòng tròn đó là gì? Lấy một ví dụ là mình đi sang Ấn Độ và tự nhiên mình nhớ đến thực phẩm của Việt Nam. Và do mình có thói quen ăn với thực phẩm Việt Nam rồi, bây giờ ăn cà ri nhiều ngày ngán quá, tự nhiên muốn về ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn thức ăn Việt Nam. Thì như vậy đó, cái đó nó là một thứ dục triền. Tức là một cái thói quen về cái sự vừa miệng, về cái khẩu vị. Mà cái thói quen đó đó, nó đặt để chúng ta giới hạn là chúng ta chỉ ở đó, không ở nơi khác được. Hay hoặc giả là, thưa quý vị, có những người đó, họ quen sống ở thành thị, thì họ không quen sống ở nông thôn. Ngược lại có những người quen sống ở nông thôn, không quen sống ở thành thị. Tất cả chúng ta đều sinh ra với những cái phiền não. Và những cái phiền não đó đó, nó là một sợi dây mà nó giữ chúng ta ở một giới hạn nào đó. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng cái phiền não đó không phải chỉ là ham muốn mới đặt để sự giới hạn. Ở đây khi chúng ta nhìn vào thập truyền đó, thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng nhục triền đó là cái gì mình thích. Cái mình thích cũng là cái đóng khung của mình. Thí dụ như mình thích màu tím thì điều đó có nghĩa là khi mình thấy quần áo màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu khác mình không thích. Mình thích đồ ăn Việt Nam thì có nghĩa là mình gặp đồ ăn Mỹ, đồ ăn Tây mình không thích. Cái đó gọi là dục triền. Hữu triền, thật ra cái chữ hữu triền ở đây đó là một cái sự ham muốn. Ở đây thì chúng tôi không muốn định nghĩa là sắc ái vô sắc. Nói chung là chúng ta muốn mình là ai, mình là thế này, không phải là thế kia. Thí dụ như là có những người họ muốn mình là một con người mà nhìn có vẻ là bạo, có lẽ vẻ là sắc máu, còn ở tiếng Việt Nam thì gọi là hầm hố. Thì tự nhiên mình không thích mặc đồ theo cách thanh lịch, mình không thích theo con người mình đó là một con người trang nhã. Và mình nó thường thường đưa ra kiểu là tôi muốn là tôi thế này, tôi muốn là tôi thế kia. Thì cái tôi là thế này, tôi là thế kia đó, cái đó gọi là hữu ái triền. Cái phẫn nộ triền, ở đây cái chữ phẫn nộ thường thường chúng ta hiểu là cái chuyện mà nổi khí xung thiên, nhưng mà chữ phẫn nộ ở đây đó đúng là cái chữ Batikha chúng ta dịch là hiềm hận. Hiềm hận là người đó ở trên con đường đó, mình ghét, mình không muốn đi con đường đó. Người đó đó mình ghét, mà người đó họ đi ngôi chùa đó, mình không muốn đi ngôi chùa đó. Người đó mà mình hận thù, mình ghét họ đó, họ gia nhập tổ chức đó, mình không đi tổ chức đó. Tức là cái sự hiềm hận, cái sự thù oán hay là không ưa, ghét bỏ một người nào đó, nó cũng đặt để cho chúng ta trong một cái phạm vi giới hạn. Chúng ta không thấy được điều đó đâu. Chúng ta không thấy nó là giới hạn. Chúng ta chỉ thấy rằng mình ghét người đó thôi, chứ mình không thấy giới hạn. Nhưng trên thực tế đó, nó là một cái sự gì giới hạn mình. Và thứ gì mạn kiệt, và mạn kiệt ở đây đó là một cái sự tự thị, một cái sự cao ngạo.
sự tự thị này đó là nó khiến cho chúng ta đôi khi lấy ví dụ mình nghĩ rằng mình là người cao quý, mình là chánh kiểu, người ta là chánh sành, hay là mình là dân trí thức, dân có tiền, mình không chơi với những người nghèo, vân vân, thì cái mạng này đó nó cũng nó bắt đầu từ sự so đo. Nhưng mà chữ mạng ở đây đó nó mang cái tính tự thị nhiều hơn, và cái mạng này đó nó khiến cho chúng ta tách biệt, hay là mình vẽ một lằn ranh. Cái lằn ranh mình vẽ ra mình nghĩ là mình cao sang, nhưng mà thật sự cái lằn ranh đó nó làm cho mình bị giới hạn. Thứ vị, cái pháp thứ năm mà chúng ta nói là kiến truyền. Kiến truyền tức là về cái quan điểm. Ở đây không phải là sự hiểu biết mà là quan điểm. Quan điểm ở đây tức là chúng ta nói theo tiếng Anh là the point of view, hay là một cái quan điểm của chúng ta về bất cứ điều gì. Giả sử như về chánh kiến, mình là đảng Dân Chủ, mình là đảng Cộng Hòa, mình là cấp tiến, mình là bảo thủ, mình là đảng về đảng xanh, về môi trường sinh thái, vân vân. Thì tất cả những cái khái niệm đó, nó đều là những khái niệm vẽ một cái vòng tròn, đặt cho chúng ta vào trong giới hạn. Thành ra cái kiến truyền ở đây đó là cái nhìn hay là quan điểm của chúng ta, nó cũng là một cái sợi dây. Dạ, chúng tôi nhớ rằng con người của chúng ta rất là lạ lùng, thưa quý vị. Ở trong cái thế giới muôn màu muôn sắc này đó, mà do đó cái đẹp cái xấu của chúng ta nó khó định nghĩa. Có một lần chúng tôi đi sang bên Istanbul, ở bên Thổ Nhĩ Kỳ đó. Istanbul là một cái thành phố rất là đặc biệt. Nó có một dòng sông ở giữa, và bên này sông nó thuộc về đại lục châu Á, bên kia là đại lục châu Âu. Thành phố lịch sử, thành phố của quan trọng do Ottoman, đế quốc Ottoman ngày xưa đó. Nó có rất nhiều điều, nhưng mà có một người nói với chúng tôi một câu là: ở đây dù là có nhiều điều về lịch sử mà sư nói vậy chứ con không thích xứ này, tại nó đơn giản là con ghét Hồi giáo lắm. Ở đâu có Hồi giáo là con không thích, không ưa rồi. Con đi về xứ Phật giáo mà, dù là Phật giáo nào không phải đi Phật giáo, hang cùng ngõ hẻm, dù sạch dù dơ, đẹp xấu cũng thấy thích hết. Rồi đi xứ Hồi giáo dù là nó có sân sâu, nó có phết bàn giống như Dubai này đó, thì chúng ta hiểu rằng đó là cái quan niệm về một cái quan điểm, và quan điểm đó luôn luôn có một cái vòng đai, mà chúng ta là người nằm ở trong cái vòng đai đó không ra ngoài được. Giới chấp triền, dạ, giới chấp triền là một cái định kiến gì đó, mà từ cái định kiến này đó nó tạo cho chúng ta một cái khoảng cách đối với người khác. Cái chữ giới chấp ở đây đó nó có hai cái ý nghĩa. Một á, là một người thọ trì học giới mà do Đức Phật ban hành, mà thọ trì học giới đó để mình giảm thiểu cái ác nghiệp, và đồng thời có thể là mình làm thanh tịnh hóa thân tâm của mình. Thí dụ ngũ giới, bát quan, trai giới, thì kiểu giới sẽ di giới chẳng hạn. Còn cái giới chấp trì là cái sự chấp trì vào một số cái điều nào đó, mà cái điều đó đó nó chỉ đơn thuần là phong tục, là một cái giới cấm. Chúng tôi lấy một cái thí dụ là có những nơi đó mà người ta cấm giết con này nhưng mà giết con khác thì được. Ví dụ như có những quốc gia đó họ cấm giết con bò nhưng mà giết con dê, giết con heo thì được. Cái đó gọi là giới cấm, mặc dù nó cũng là cấm giết con, cấm sát sanh, nhưng mà tại sao sát sanh con này được mà sát sanh con kia không được? Thì cái này nó có chuyện, có thì giờ thì chúng ta sẽ bàn, nó khác biệt với nhau trong đường đời cả tóc đó. Ở đây giới truyền này đó là cái sự dây ràng buộc về cái quan niệm giới cấm. Hoài nghi truyền hay là nghi hoặc truyền đó, nghi hoặc truyền tức là sự lưỡng lự phân vân. Và cái sự lưỡng lự phân vân này nó luôn luôn khiến cho chúng ta có ánh mắt nghi ngờ vào tất cả. Cuộc sống không phải tất cả đúng hết, nhưng mà nếu chúng ta sống mà chúng ta luôn nghi ngờ tất cả thì chúng ta chặn đi cái con đường hay là cái khả năng tìm hiểu
cái khả năng cảm nhận. Một cái người mà lúc đầu cũng nghi ngờ là không có cảm kích được, con người lúc đầu sống trong nghi hoặc thì có vấn đề. Tật triền là ganh tị. Và ganh tị tức là mình luôn luôn khó chịu. Có những người bị cái bệnh là lạ lắm thưa quý vị. Họ thấy nam nữ thương nhau là họ nổi xung lên, họ ghét, mặc dù người nam đó không phải là người tình của họ, người nữ đó cũng không phải là người tình của họ, nhưng mà họ thấy nam nữ gặp nhau họ ghét. Hay là có những người mà thấy ai mà được khen, tự nhiên họ dèm pha liền, họ nói với liền. Hay hoặc giả là có những người đó mà họ luôn luôn thấy một người khác làm cái gì tốt hơn, là chuyện đầu tiên là họ phê phán. Dạ, họ phê phán trước kia. Thì cái đó chúng ta gọi là tật triền, là ganh tị. Lận triền đó là cái thói keo kiết bụng xỉn. Dạ, mình sợ mất đi cái mà mình đang có. Dạ. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết một cái công thức làm cái gì đó, làm một món ngon hay là làm cái gì đó, nhưng mà mình sợ người khác biết. Dạ. Đơn giản vậy thôi, mặc dù người ta biết cũng chẳng hề gì, thí dụ mình nấu ngon, người khác nấu ngon không gì, nhưng mà mình bỏ chạy không muốn cho người khác biết. Và cái sau cùng là vô minh triền. Vô minh triền tức là một cái sự đần độn, cái sự u mê. Mà sự u mê đần độn đó, nó được thể hiện qua rất là nhiều cái hành động trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì chúng ta nên hiểu vô minh triền này đó, nó nằm ở trong một cái phạm trù khác giữa vô minh mà vô minh trong kiết sử nha. Ở trong kiết sử thì không có những cái như là tật triền, lẫn triền hay là phẫn nộ triền vân vân, bởi vì kiết sử nó chúng ta nói trong phạm trù khác, và ở đây chúng ta nói thập triền trong một phạm trù khác. Chúng tôi nhắc lại là 10 kiết sử đó là nói đến cái phạm trù là những cái phiền não mà khi mà mình đoạn tận đó thì phải dùng tới tuệ giác của sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Và những cái phiền não đó nếu còn thì chúng ta còn luân hồi, và nếu những phiền não đó mà nó được chấm dứt đó, thì chúng ta giảm bớt luân hồi. Là vì chúng ta luân hồi thì chỉ luân hồi nhiều quá là 7 kiếp trong cõi dục, tư đà hàm nhiều lắm là 1 kiếp, a la hàm thì sẽ không sanh vào cõi dục nữa, vì a la hàm là sẽ không sanh vào trong tam giới nữa. Thì cái đó là cái kiết sử khác. Và khi mà chúng ta nói cái triền này đó là chúng ta nói về cái sự dây mà nó cột buộc chúng ta và nó giới hạn chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Dạ, trong đời sống hàng ngày, trong cái vui buồn thương ghét, trong cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta bị cái triền này nó ràng buộc. Dạ, nó ràng buộc. Thì bây giờ quý vị quan hệ chờ chúng tôi chút xíu, nãy giờ chúng tôi tiếp lời cho Thượng Tọa Tuệ Quyền. Còn bây giờ để chờ chút xíu, không biết là Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tân ở trước máy và nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Tân quan hệ trả lời cho một câu thảo luận. Rồi và xin hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Và có lẽ Thượng Tọa Thuyền Quyền Thọ Tân không có nghe rõ đâu. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có thể dạ trả lời cho một câu thảo luận. Sau câu thảo luận Sư Nguyên Thông, nếu Chư Tăng còn có mặt thì chúng tôi sẽ thỉnh quý ngài tiếp tục thảo luận, còn nếu không thì chúng tôi sẽ trở lại để đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Sư Nguyên Thông, người ta nói rằng tất cả chúng ta trong đều phải đối diện với những giới hạn, và cái người giỏi là người có thể vượt qua cái giới hạn của mình. Thì Sư Nguyên Thông có thấy rằng ở trong cuộc sống này, những cái giới hạn về làm ăn, về học hành, về tu tập vân vân, những giới hạn đó nó phát xuất từ bản thân của chúng ta hơn là hoàn cảnh bên ngoài phải không? Xin kính thỉnh ý kiến Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ có giải đáp cho cái câu thảo luận số 3. Kính thưa Sư Phụ, sự thật thì trên thế gian này, con người chúng ta gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Và cái điều mà nó làm giới hạn cái chúng ta đó là mấy cái phiền não của chúng ta để vô cái tham sân si. Khi mà chúng ta bị những hàng rào cản tham thân sân si đó, thì chúng ta có thể nói là không còn có sự cái tự do. Và khi mà chúng ta thân hoại mạng chung thì chúng ta có thể đi vào địa ngục. Có một Phật dẫn 500 vị tỳ kheo mà đi ngang một cái khu rừng, thì Đức Phật giảng giải rằng tất cả chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung thì sẽ đi vào địa ngục, như mà cái nắm cát mà Đức Phật vừa buông ra. Rồi Đức Phật nói rằng có những cái hạt cát còn dính ở kẻ tay của trong cái bàn tay của Như Lai đó, thì những hạt cát đó tượng trưng cho những chúng sanh còn có thể trở lại làm người hoặc là sanh thiên. Vì vậy cho nên những người mà có thể nói là bị cái dây ràng buộc của mình là do cái tham sân si, là do không có học và không có nghe pháp, rồi vì vậy cho nên bị những cái ràng buộc đó. Còn những người mà thường xuyên vào room nghe pháp mà hiểu rõ giáo pháp và tư duy, thì người hành giả đó sẽ không có bị ràng buộc gì cả. Vì sao? Là vì những cái điều mà tham sân si trong người đó sẽ không còn. Hoặc là nếu mà chưa chứng bất quả thì người đó sẽ hiểu biết những cái điều mà người đó không có nên xa vào đó để bị những cái hàng rào cản đó do cái tham sân si. Bởi vì vậy chính thưa sư phụ, cái mà gọi là trí tuệ là cái panya, hay là tiếng Tây là sages, hay là wisdom của chúng ta đó, là do học hỏi và thực hành. Mà nếu mà chúng ta không có học hỏi gì, không thực hành, thì chúng ta không có đạt được cái trí tuệ đó. Và vì vậy cho nên chúng ta vướng vào cái tham sân si. Và tất cả những người mà trên trần gian này, kể cả những người có mặt trong room này, mà nếu là có tu học, thường thường là người đó sẽ nới rộng ra những cái sự hiểu biết của mình. Còn những người mà không học, không tư duy, thì những người đó là luôn luôn bị cái sự hàng rào cản đó. Cho nên là dướng vào cái tham sân si của chúng ta do mắt tay mũi lưỡi chúng ta duyên với cảnh trần cảnh bên ngoài mà sanh vào cái tham đắm. Và đó là cái quy luật Đức Phật giảng dạy rằng đời là khổ, là tại vì tham sân si của chúng ta. Tất cả chúng sanh mà không có tu hành, không có chứng quả, thì theo con thì con nhìn thế gian này chỉ có hai hạng người mà thôi. Hai hạng người, mà một hạng người là bậc thánh và hạng người là sát đá, tức là chúng sanh. Và hệ chúng sanh thì bị rào cản do cái tham sân si của họ, do mắt tay mũi lưỡi của họ duyên với trần cảnh bên ngoài và nảy sinh cái tham ái. Mà hiểu rõ cái quy luật đó, thì người hành giả thường xuyên vào rung nghe pháp, tư duy giáo pháp, thì lần lần cái trí tuệ nó sẽ nảy sinh ra, trí tuệ nảy sinh ra. Và chúng ta mắt tay mũi lưỡi thân ý duyên với trần cảnh bên ngoài thì sẽ không còn tham đắm, hay bớt đi cái tham đắm. Còn những người mà không còn tham đắm đó là họ chứng đắc là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Đó là những cái sự nhận xét của chúng con đối với câu hỏi thứ ba này. Phải chăng những giới hạn trong cuộc sống khiến chúng ta không thể đi xa hơn, đa phần là bắt nguồn từ nội tâm của chúng ta, của mọi người? Dạ quá đúng thưa sư phụ. Cái nội tâm của chúng ta là do cái tham sân si của chúng ta. Nếu cái nội tâm của chúng ta là trắng sạch, tức là không có vướng mắc, thì làm sao mà bị vướng mắc được? Đó là những điều mà con nhận ra, con thấy là như vậy. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm những điều mà con nói chưa tới, chưa đúng. Con chân thành tri ân chưa bị lỡ đóng cách ta nghe. Con xin mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin mời sư phụ. Sa thủ cái trường sư Nguyên Thông. Xin một lần nữa hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có trước mấy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết. Có lẽ là hôm nay tôi thì đường truyền của thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Trương Quyền có đặt cũng rất là may là giờ đầu thượng tọa Pháp Đăng có thể nói chuyện được. Xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng một câu thôi, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ đúc kết chỗ nào. Thì tôi học rằng mình biết rằng rất là khó để đoạn tận phiền não, nhưng mà chúng ta tu tập thì chúng ta tin rằng mình có thể chuyển hóa được. Thí dụ con người mình tính bốn hay ganh tị,
hay bón sạn, nhưng mà do sự tu tập thì chúng ta vẫn có thể dần dà mình thay đổi, tức là mình không diệt trừ bón sạn ganh tị hoàn toàn, nhưng mình có thể giảm thiểu và mình có thể trở thành một con người khác, phải không? Tại vì có nhiều người quan niệm rằng mình phải thành thánh mình mới hết phiền não, nhưng mà mình có thể làm tốt hơn trong đời sống, phải không? Cái tỉnh từ tổ hóa trong. Dạ, thì thật sự đó thì khi mình nói đến cái tật đấu triền hay là cái ngã mạn triền đó, thì mình khi mình tu tập mình quen rồi đó, mình cũng mình có thể là mình không có làm tổn thương người ta. Tại vì thường thường mình thấy rằng cái tà kiến, ví dụ như mình học hiểu mình biết thì mình thấy những cái tà kiến đó là những cái quan niệm sai lầm, nó đem cho mình đau khổ, và mình nói ra những điều đó thì mình cũng chỉ làm cho người ta mê mờ và đau khổ. Thành ra mình sẽ từ từ mình sẽ đoạn trừ. Thì quý vị cũng biết rằng nhé, thật sự thì mình tu tập nó có cái kết quả, nên cái kết quả nó từ từ đó, nó mới diệt trừ được. Chứ không phải là nói rằng cái đó không diệt trừ được là nó không có cái cách để làm cho nó có nghĩa là nó mòn dần, nó bớt đi. Tại vì bình thường mình hiểu rằng cái thiện pháp nó có ba nhân của vô tham, vô sân và trí tuệ, thì nó sẽ chọc thủng được vô minh, chọc thủng được, nó sẽ dứt trừ được những cái thiện phước này. Mình đang hành trì đó thì mình có cái tâm thiện đó, cũng là cái sự dứt trừ được những cái thiền này bằng cái tâm thiện. Bởi vì mình biết rằng thiền là những cái tâm bất thiện, nó là những cái sở hữu bất thiện, chứ nó không phải là cái pháp thiền. Tại vì chúng ta thấy rằng như là ngã mạn thiền đó chính là cái tâm tham hợp với cái sự so sánh, nên gọi là ngã mạn. Hay là phẫn lận tiền hay là tật đấu tiền á, thì chúng ta thấy rằng á, cái đó là những cái sự biển lận, cái sự tật đấu. Và mình thấy rằng nếu mà mình cứ nghĩ rằng con người mà hễ mà có nhiều tật đấu thì người ta sẽ ghét mình, mình tu thì mình bỏ bớt như vậy đó. Thành ra mình nghĩ là mình bỏ bớt những cái tật đấu đó, thì mình cũng sẽ từ từ đó, mình sẽ điều khiển được cái tâm của mình, và mình biết được những cái tật đố đó không nên để cho nó lớn mạnh. Và như vậy đó, nó cũng là một loại đoạn trừ cái những cái triền đó bằng cái tâm thiện, thay thế nó bằng cái tâm thiện. Và hễ cái tâm thiện thì nó có những cái thuộc tính tốt, như là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, hay là mình nói là có nhân vô tham vô sân và trí tuệ đó, thì là những cái nhân thiện. Thành ra cái những cái triền phược này đó tạm thời lúc bây giờ nó không có. Mình tu tập hoài đó thì có nhiều khi đó, mình sẽ thấy cái tâm tư của mình nó không còn phẫn nộ, cái tâm tư mình không còn phẫn nộ. Thì chúng ta cũng hiểu rằng khi mà đến với những cái giai đoạn đó thì chúng ta gọi là những cái ấn chứng đó, hay là những cái tùy phiền não đó, nó không còn thô tháo nữa, mà nó còn những cái cách biến chuyển, nhưng mà mình cũng phải nhận diện ra. Ví dụ như có lúc nào đó mình thấy cái tâm mình từ bi, hay là lúc nào mình thấy cái tâm mình vui vẻ, dù có ai có nói gì mình cũng không có làm cho mình phẫn nộ lên được. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái hải triều hỷ, hay là sung mãn hỷ, hay là sát na hỷ, tiểu đạn hỷ, kinh thân hỷ đó, mình tu tập những cái pháp đó thì những cái pháp đó có sức mạnh. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng giống như cái bờ đê, nước nó thấm nhuần hết cái bờ đê đó, nó thấm ướt giống như cục bột mà nhồi dưới nước, mà nó thấm nhuần dưới nước nhưng mà nó cũng không có chảy ra. Nó thấm nhuần, mà chúng ta thấy mấy người mà làm bột mà làm ít ú rồi đó, thì cái cục bột đó, nó mềm, ta ngắt nó rất dễ, nhưng mà nó cũng không có chảy ra, nhưng mà nó cũng không có cứng, nghĩa là mềm mại như vậy. Thì lúc bây giờ mình tu tập đó, những cái thuộc tính pháp thiện nó cũng mềm mại như vậy, nó dễ sử dụng như vậy. Nên cái tâm mà như là lận triền hay là phẫn nộ triền, cái sự nóng nảy bực bội nó cũng sẽ bớt. Bởi chúng ta thấy chi hỷ nó chế ngự được cái sân độc cái, cái chi định nó chế ngự được cái tham dục cái, mà cái chi lạc nó chế ngự được cái tạo hối cái, và cái chi hỷ nó chế được cái sân độc cái.
chi tầm thì chế được cái hoài nghi cái chi tứ, chế hôn tầm thì miên cái chi tứ, chế được hoài kiên ngã người hoài nghi cái. Như vậy cái sức mạnh của thiền á, nó có thể chế ngự được những cái triền cái này. Và khi mà chúng ta tu, tuy rằng chúng ta chưa có tới kiên cố định, nhưng mà cái cận định nó cũng là những cái thiện tâm. Cái cận định nó cũng là những cái thiện tâm mà do cái mãnh lực mình tu tập thường đó. Nên thường thường Đức Phật này thí dụ giống như một cái chảo mà mình làm cho nó nóng lên, thỉnh thoảng có một vài giọt nước rớt xuống thì nó cũng tan biến rất là mau. Cũng như vậy mình tu tập đó thì những cái phẩm quế trường truyền hay là tật truyền hay là lận truyền đó, thì thỉnh thoảng nó sanh khởi nhưng mà nó tan biến rất là mau. Nó sanh khởi chậm chạp nhưng mà tan biến rất là mau. Thì đó là Đức Phật nói rằng do mình tu tập được, thì do cái tính tấn niệm định tuệ lực của mình mạnh, thì mình sẽ có những cái pháp này. Mình có gì làm mình có thể làm cho cái triền phực nó lắng đọng xuống, nó không có giấy loạn lên và nó bị lắng đọng xuống. Như vậy thì cho một lúc đó, cho đến lúc nào đó tu tập đi thuần thục rồi nó không còn nữa quý vị. Ở đây quý nhiều khi mình nghe những câu chuyện như đạo sĩ Khánh Ký qua đi mà đức vua bị đức vua đó đạp lên ngực rồi cắt lỗ tai, cắt lỗ mũi, vì đạo sĩ cũng không có phẫn nộ, cho đến chặt tay chặt chân rồi dậm lên ngực vì đạo sĩ đó chết. Nhưng mà vì đạo sĩ đó nói rằng cái khanh nhẫn nó không nằm ở lỗ tai lỗ mũi, nó không nằm ở ngoài da ngoài thịt, nó nằm ở trong tâm đó. Có nghĩa là vị đã luôn quán xét về cái nghĩa là cái tâm từ bi của mình đó, là nó là một cái mãnh lực rất là đặc biệt. Còn cái thân xác này dù cho có bị gì đi thì cái tâm lực vẫn không có bị chi phối. Với một người có cái khả năng như vậy đó thì do là cái thuần thục, tu tập thuần thục. Thì con xin chia sẻ với cái câu của thượng tọa như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại thượng tọa nói thêm. Dạ, bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú kính trình thưa tòa Pháp Đăng. Thưa quý Phật tử, còn vài phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói thêm tiếng lời của Chư Tăng về tập trình. Như khi nãy chúng tôi có đề cập đó, đó là tập trình là 10 cái sợi dây mà nó níu chân chúng ta lại để chúng ta không thể đi xa hơn. Chúng tôi nhớ rằng có những vị giảng sư có đề cập đến một cái câu gọi là mình tu tập là mình vượt lên trên chính mình, tức là vượt ra khỏi cái giới hạn của mình. Hay là như khi người ta chế máy bay đó, thế kỷ 20 là thế kỷ mà con người đã có thể chế được những phi cơ mà nó bay gọi là vượt bức âm thanh. Phi cơ bay vượt bức từ âm thanh, đó là một ở trong những thành tựu lớn về khí động học của loài người. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây chúng ta nói đến một việc là người ta thường nói được vượt lên trên chính thức là mình phải có một cái sự hàm dưỡng khả năng, và cái khả năng đó nó cho thấy chúng ta xuất sắc hơn, cho thấy chúng ta có bản lãnh hơn. Nhưng mà ở đây trong cái thập truyền đó thì có một đề nghị khác. Khi mà chúng ta vượt khỏi chính mình hay là vượt lên trên chính mình đó, tức là chúng ta phải có khả năng để vượt khỏi cái phiền não của mình. Chúng tôi lấy một cái thí dụ là về cái mạng triệt, tức là cái sự tự thị bản thân. Đôi khi mình quá nặng lòng mình là ai, và điều này đó nó trở thành một cái giới hạn. Ngày xưa chúng tôi sang bên Thái Lan đó, chúng tôi vào một ngôi chùa gọi là Wat Khun. Wat Khun này nằm ở gần Sĩ Sa Kẹt. Và chúng tôi có gặp một vị tu sĩ mới tu 2 năm. Và vị này trước khi xuất gia là một vị công chức. Nói là công chức nhưng thật sự
đã mang cái quân hàm là đại tá. Đại tá bên Thái Lan cũng lớn thưa quý vị. Và rồi sau đó lại ra ngoài có cái cơ sở làm ăn ở bên ngoài, rồi xuất gia vào trong chùa. Thì vị này lúc còn trong quân đội có được gửi sang Mỹ học, do đó vị này cũng nói tiếng Anh. Và khi gặp chúng tôi là người Việt Nam á, thì vị này mới tự giới thiệu là vị này đã từng nằm ở trong lực lượng quân đội Thái Lan sang sang Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước 75. Nhưng một điều mà nhà vị sư này nói với chúng tôi đó, đó là suốt các cuộc đời vị này làm việc ở trong quân đội và ra làm ăn ở bên ngoài đó, thì luôn luôn bị một điểm mà vị này không nghĩ ra, đó là cái sự kiêu mạn của mình. Vị này kể là tại vì ở trong gia đình cũng có tiền đi ra nước ngoài học, rồi được gửi qua bên Mỹ học huấn luyện về quân sự, về chính trị, rồi trở về Thái Lan, rồi làm việc ở trong quân đội Thái Lan, cũng có tiền bạc, rồi do sự tiền bạc đó sau này giải ngũ ra bên ngoài, cũng mở cơ sở làm ăn. Thì vị này sống cuộc đời luôn luôn thành công từ nhỏ tới lớn. Thì người Thái Lan thì người nào cũng biết đánh lễ chư tăng, và cũng biết lễ bái cúng dường, thì vị này cũng không khác như vậy. Nhưng mà vị này nói rằng khi mà mình xuất gia vào trong chùa tu đó, thì cái vị sư nhỏ nhất thì cũng là sư huynh của mình, nhỏ nhất ở trong chùa sư huynh, thì mình vào gặp các vị ngoài sự đánh lễ đó, thì mình còn phải có cái ngồi đằng sau, rồi cái gì cũng nhường các vị đó. Thì vị này kể lại cái kinh nghiệm là một hai tháng đầu thì vị này hơi cảm thấy khó chịu. Và khó chịu là mình ở ngoài đời của ông này bà kia, rồi bây giờ mình vô đó, mấy người này không có, thật ra cũng không có thành tựu gì mà mình ngồi ở phía sau. Dạ, nhưng mà rồi dần dà thì vị này mới hòa mình vào, mới cảm nhận rằng Đức Phật dạy điều này hay quá. Dạ, hồi cư sĩ mình đã tí chư tăng, rồi không, bây giờ mình vô chùa mặc y, mình lại nghĩ đến chuyện so sánh là mình hơn cái này hơn cái kia. Và ở đây nó không phải vấn đề là mình đánh lễ các vị lớn hạ hơn mình là cái chuyện mình hạ thấp mình, mà đánh lễ các vị lớn hạ hơn mình là giảm thiểu cái sự kiêu mạn của mình. Thành dần dà vị này cảm thấy khoan hỷ. Dạ, mà vị này nói rằng bây giờ mỗi lần vị này quỳ xuống đảnh lễ những vị sư mà lớn hạ hơn mình đó, thì trong lòng vị này rất là cảm kích Đức Phật đã dạy cho mình một cái pháp mà mình sống vượt ngoài cái là tôi là ai, tôi là thế nào. Thì thưa quý vị, thập thiền là một cái bản liệt kê, ở trong đó có những phiền não. Những phiền não này là dây cột chúng ta, khiến cho chúng ta không thể đi xa hơn, đi vượt ngoài cái tầm cỡ của nó. Dạ. Một khi nào mà chúng ta đi vượt ngoài khỏi đó thì chúng ta mới có thể hòa mình, thì lúc đó chúng ta mới có thể thư thế hơn. Chứ rằng một con chó mà nó bị cột cổ á, nó khác cái con chó mà thả rông. Chúng tôi ở chùa, chúng tôi có nuôi chó, chúng tôi biết á, con chó mà nó được thả tự do mới đi đâu đi á, thì nó khác đi. Một con chó mà mình cột nó lại, nó có cảm giác khác đi. Thật ra thân phận của chúng ta rất là đáng thương, nhưng mà ở đây chúng ta không trách ai được hết, tại vì những sợi dây đó nó phát xuất từ trong cái nội tại của mình. Chúng tôi nhớ rằng có câu chuyện để kể quý vị nghe nhiều lần đó, là có một lần tôn giả Xá Lợi Phất đi khất thực ở trong thành, và ngài nhìn thấy một thanh niên tương đối là cũng khỏe mạnh, cao ráo, nhưng mà đi ăn xin. Thì ngài mới hỏi về cái hoàn cảnh, thì vị này nói rằng tại vì hồi nhỏ sinh ra trong gia đình cha mẹ đi ăn xin, thành là lớn lên cũng đi ăn xin về thôi. Thì tôn giả nghe nói như vậy sư khởi lòng bi bận, tôn giả mới nói rằng vậy con có muốn xuất gia không? Thì thưa quý vị, anh thanh niên đó từ hồi nhỏ sinh ra đời trong trong thai bào của một người phụ nữ đi ăn xin, và khi ra đời thì mẹ đi ăn xin, cha đi ăn xin, và chưa bao giờ anh nghĩ rằng cuộc sống nó vượt lên trên khỏi cái ăn xin đó hết. Và lần đầu tiên được nhìn thấy một cái vị tôn giả đạo cao đức trọng uy nghiêm mà hỏi mình có tu không, thì vị này rất là hoan hỷ. Vị này chạy về xin cha mẹ đi, và từ đó là không còn đi ăn xin nữa, và trở thành một vị tu sĩ. Mặc dù không đi ăn xin như một người hành khất ở ngoài đường, nhưng mà vị này lại ở trong chùa mỗi ngày đi khất thực, nhưng mà không có hoan hỷ. Ngày xưa mình đi ăn được bao nhiêu tiền, rồi mình đi tìm chỗ mình mua thức ăn, rồi
mình sống cuộc sống biết một trời thênh thang cao rộng, bây giờ là phải mặc y đàng hoàng, phải đi đứng nghiêm trang, rồi phải học kinh, rồi phải thế này thế kia. Vì để thấy nó không có thoải mái chút nào hết. Và rồi có đôi khi thỉnh thoảng vị này lại mang cái tô bể, cái tô bị mẻ đó, cái tô bị mẻ, cái tô đó vị này đã sử dụng để đi ăn xin trước kia. Bây giờ đi tu rồi thì không còn mặc áo của người ăn xin nữa, quần áo người ăn xin nữa, nhưng mà mặc áo tu, nhưng mà vẫn giữ cái tô đó để bút nước, để làm cái gì khác đó, bỏ rất ổn. Nhưng mỗi lần cầm cái tô đó, tô mẻ đó, thì nhớ rồi mình đã có một thời sống quanh địch quanh địch người ăn xin, mình đã thời thì sống tự do mênh mông như trời cao đất rộng, bây giờ vào chùa tu đóng khung quá. Và thưa quý vị, vị này cứ phải giằng co với mình như vậy. Cho đến một ngày vị này quyết tâm là không có nuôi ý gì tưởng nữa, và vị này đi ra ngoài một cái mé rừng, quăng cái tô nó xuống dưới cái hố và nói rằng ta đã thắng rồi. Thì thưa quý vị, sau đó thì vị này có cái thành tựu lớn ở trong đạo nhờ sự hướng dẫn của tôn giả Sát Lợi Phất. Nhưng mà ở đây chúng ta nói như vậy là khi mà chúng ta vốn đã quen với một nếp sống, chúng ta sống bằng những tập quán lâu đời, thì chúng ta cứ nghĩ rằng ở trong thế giới đó mình tự do. Nhưng mà thật ra thì chẳng có thế giới nào tự do hết. Có những người mà họ thấy rằng sống ở trong nhà thấy thoải mái hơn ra ngoài đường. Mặc dù họ ở trong về nhà họ cũng phải làm việc, phải lo cho vợ, lo cho con, nhưng mà họ quen rồi. Nhưng nếu một người độc thân mà chưa có quen thì sống gia đình, khi sống thì sống gia đình thì cũng cảm thấy là nó ràng buộc. Và do vậy cái mà gọi là ràng buộc hay không ràng buộc đó, nó đến từ cái tập quán, từ cái thói quen, và đặc biệt đến từ phiền não của chúng ta. Những phiền não đó mà mình nghĩ rằng nó là bạn thân của mình, những phiền não mà chúng ta rất tin nó, nhưng mà thật ra những phiền não này nó hại chúng ta rất là nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày, thưa quý vị, nhiều khi những người thân của mình đó lại gây cho mình những cái phiền não mà mình không có thể nào mình biết được. Họ làm những chuyện mình không biết được. Đừng nói chi với Phật tử ở bên ngoài, chứ tôi sống ở trong chùa đó, mà có những người Phật tử, đôi khi họ làm những việc mà chúng tôi không có nghĩ là họ làm việc đó. Như họ làm việc đó thì xem ra thì giống như họ rất là thân thiết với chính mình, nhưng mà cái việc mà họ đem việc đó ra để mà họ nghĩ làm cho mình, nhưng thật ra nó không có lợi cho mình lắm, nhưng mà họ vẫn làm, họ nghĩ chuyện đó có lợi cho mình. Thì ở đây chúng ta phải nói một điểm rằng cái chuyện đó nó còn ít hơn là cái phiền não trong lòng mình. Nào, chúng ta nghĩ đến cái hận thù, nghĩ đến cái thói quen. Chúng ta nghe những câu chuyện trong phim ảnh là có những người mà sinh ra đời thì có một mục đích là đi trả thù thôi, mà mất bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu năm tháng, hàng 15, 18 năm để trả thù, rồi cuối cùng thân tàn ma dại sau một cuộc hỗn chiến ác liệt. Người ta nghĩ chuyện đó là anh hùng, nhưng thật ra không có anh hùng gì hết. Hay là ở trong cuộc sống của chúng ta có những cái kiến chấp, mà do cái kiến chấp này đó khiến cho chúng ta không có cái tâm tư thoáng đủ rộng để nghe, để hiểu, để tiếp nhận những điều hay, mà nó đóng khung lại. Tuy nhiên cái người mà ở trong cuộc, cái người mà mang kiến chấp đó thì nghĩ rằng mình đang có được một cái gia tài, một cái châu báu, mình đang có một thứ mà thiên hạ không có được. Bởi vì trong đời sống tu tập rất cần, ngày xưa Đức Phật ngài dạy là chi tỳ kheo rất cần thân cận với bản lành, nên biết vân du đi đó đi đây hơn là sống một chỗ. Hoặc giả là chúng ta nên tự phản tỉnh đối với các pháp, đặc biệt là suy nghĩ về những điều kinh luật dạy. Tại vì sao vậy? Tại vì cho phép chúng ta có cái nhìn khách quan hơn. Ví dụ mình nghĩ rằng mình tốt, mình giỏi, nhưng ở gần người bạn nói rằng đừng có cao ngạo quá. Đừng có cao ngạo quá. Chúng tôi có nói chuyện với một Phật tử cách đây không lâu đó, thì chúng tôi kể cho vị đó nghe về cá nhân của chúng tôi. Hồi trước chúng tôi đi học ở Văn Hạnh, chúng tôi ở chùa của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng không có bữa nào mà chúng tôi học với ngài mà không bị rầy. Không bị
không bữa nào học không bị rầy. Và ngài á, thì ngài có một điều là nhiều khi ngài không có giảng bài. Thí dụ như hôm nay ngài giảng về về sắc pháp thì ngài giảng vài câu đó, rồi sau đó ngài bị ông lên nói đi. Dạ, thì thật ra thưa quý vị, mình là sinh viên nhỏ mà khi mình lên nói thì cũng nói cho Phật tử, nhưng mà rồi ngài nghe rồi ngài rầy trước mặt Phật tử. Dạ. Và chúng tôi nhớ là hình như hồi nhỏ đó không có ngày nào chúng tôi ở với ngài mà nói cái gì mà ngài không có rầy hết, ngay cả thậm chí khi mà hỏi ngài cũng rầy nữa. Nhưng mà sau này lớn lên thì chúng tôi nghiệm thấy một điểm rất là lợi lạc khi ở gần ngài, đó là ngài khiến cho mình cảm thấy là mình phải đặt lại vấn đề, chứ không có cả tin vào những gì mình nghĩ là đúng là hay, và phải chịu khó suy nghĩ lại, hơn là mình nghĩ là mình nghe rồi, mình hiểu rồi, mọi việc tốt rồi. Không phải như vậy. Thì thân cận với bạn lành nó cũng là một cách. Bạn lành ở đây tức là thầy tổ, cha mẹ hay một người nào đó mà biết được lợi ích chính mình đó, thì nó cũng có lợi. Đồng thời là thưa quý vị, chúng ta nên tự hiểu rằng cái sợi dây mà còn cột chân lại, còn cổ chúng ta lại, không đi xa hơn được, sợi dây đó là sợi dây phiền não. Dạ. Chúng ta đừng bực bội về những người chung quanh nhiều quá. Con người chúng ta hay có cái bệnh là mình thống trách, mình trách móc, trách người này, trách người kia. Lúc nào cũng nghĩ là tại người này mình buồn, tại người kia mình không được vui, tại người nọ mình không được an lạc. Nhưng mà trên thực tế rằng những cái mà khiến cho chúng ta không được an lạc, cột trói chúng ta nhiều là chính bản thân của mỗi người. Thì chúng tôi phải lưu ý quý vị một điểm này là đây là một sự nhắc lại là từ Samyogacchana thì nó mang cả hai ý nghĩa. Một ý nghĩa đó là cái sự cột trói của phiền não và bị đoạn tuyệt bởi tuệ giác, chữ Hán dịch là kiết sử. Một ý nghĩa là truyền, là cái sự dây níu chân chúng ta lại để thôi chúng ta không đi quá xa. Thì cả hai điều này đều được đề cập đến ở trong Thắng Pháp, nhưng mà cái Samyogacchana thì lại được đề cập, chúng ta nói 10 kiết sử được đề cập đến trong Đạo Quả nhiều khi chúng ta học về tâm đó. Nhưng mà cái thập truyền này đó được đề cập đến những sự dây ràng buộc ở trong đời sống. Thật ra đây là một trường hợp rất là hiếm hoi, là cùng một đề tài, cùng một từ, một cái chữ phạn, và cùng là 10 pháp và cùng là phiền não, nhưng mà nó nằm hai phạm trù khác nhau. Dạ. Hai phạm trù rất là khác biệt, chúng ta phải lưu ý. Và khi chúng ta là người con Phật thì chúng ta nhớ như vậy là không ai hại chúng ta như chính chúng ta hết, không ai khiến cho chúng ta bất an như chính phiền não của mình, không ai khiến cho chúng ta dậm chân một chỗ không tiến bộ được là chính mình. Nếu mà chúng ta thật sự muốn, chúng ta muốn tu, chúng ta muốn học hiểu thêm, chúng ta muốn tốt, chúng ta muốn giải thoát, thì không ai cột chúng ta được hết. Nhưng quý vị nhớ trong cuộc đời này nó lạ lắm. Thật ra cái người tu là người phải có cái khả năng nhắc tự tác động với chính mình, là chính những phiền não, chính những sợi dây cột trói của phiền não đó, chính phiền não là những dây cột trói đó, và nó khiến chúng ta không thể đi xa, không thể có một thế giới rộng, không thể vượt qua chính mình được, là do phiền não. Còn cái người mà không biết Phật Pháp thì chúng ta ngồi đó hay trách. Quý vị biết là có nhiều người ở Mỹ họ làm một cái chuyện là họ rảnh quá họ đi kiện cha mẹ, nói tôi khổ quá, tôi khổ tại vì cha mẹ sanh ra họ đúng đơn tòa kiện cha mẹ, nghe như chuyện có hại nhưng mà chuyện có thật. Và có những người ngồi đó để mà trách trách trời, trách đất, trách bạn bè, trách gia đình, trách nước Mỹ, trách cơ quê hương. Ví dụ như là có khi họ qua nước Mỹ mà họ không thành tựu được như ý họ thì họ ngồi trách đất nước này, trách thế này thế kia. Cuộc sống của chúng ta đó, cái thái độ trách móc, cái thái độ mà lúc nào chúng ta cũng đổ lỗi, thái độ nào chúng ta cũng quy trách đó, là thường là chúng ta không nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh. Mà Đức Phật thì ngài thường nhắc chúng ta rằng hầu hết những cái sự cột trói, những cái trói trăng đó, chúng ta đọc kỹ những cái pháp giống như là ách, tứ ách, tứ kết, hay hoặc giả là phương, tứ phượng, hay là chúng ta đọc về thập truyền,
nó đều là phiền não. Phiền não ở đâu? Phiền não chính ở trong lòng của mỗi người. Thì thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài học về thập truyền hôm nay của môn Thắng Pháp. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta có giáo trình Phật học cơ bản, và chúng tôi là vị đảm trách giảng giải ngày mai. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả mọi người một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Sa thú lành thay, con Metta-banya xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa theo công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.